Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món tôm luộc. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách luộc tôm ngọt, thơm ngon và không bị tanh nha. Tôm mua về thì mình sẽ rửa qua nước muối nha các bạn. Xong rồi thì mình sẽ cho vào đây một tí xíu đường nha. Cái cách này thì tôm của mình nó sau khi luộc nó sẽ thơm ngon rất là nhiều và không bị tanh nha. Rồi tiếp tục mình cho vào đây một tí xíu rượu. Ở đây mình có là nửa ký tôm thì mình cho ở đây là khoảng một muỗng canh rượu và một muỗng cà phê đường. Xong rồi thì mình sẽ sóc lên cho rượu và đường nó ngấm trong tôm khoảng 5-10 phút. Sóc cái đường và rượu nó nhanh thấm nha các bạn. Xong rồi thì mình cứ để yên đây khoảng 5 phút rồi mình sẽ đi rửa tôm qua. Mình bỏ cái nước này nha. Rồi mình rửa tôm rồi mình sẽ luộc ngọt ngon hơn rất là nhiều lần luôn nha và không có bị tanh nữa. Để luộc tôm thì mình sẽ bắt trước một ít nước sôi. Nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho vào đây một tép gừng nha các bạn, một ít hạt nêm. Nước sôi bừng rồi thì mình cho tôm vào. Mình sẽ không luộc tôm với nhiều nước nha. Nếu mà luộc tôm với nhiều nước thì tôm nó cũng sẽ ra bớt cái chất ngọt. Và khi nước sôi lên thì mình hãy cho tôm vào á, để cái thời gian mình nấu tôm trên bếp nó mau hơn, nó không bị ra bớt chất ngọt nha. Luộc tôm này thì cũng nhanh lắm, mình luộc khoảng 5 phút tính từ nước sôi là tôm sẽ chín. Thì tùy theo tôm lớn, tôm nhỏ các bạn có thể canh thời gian. Nhưng mà riêng mình thì mình thấy luộc tôm chín vừa phải, không có quá luộc lâu trên bếp nha. Vậy thì tôm sẽ ngon hơn. Nếu mình luộc lâu thì tôm nó sẽ săn thịt lại, nhưng mà cái nước trong tôm nó sẽ ra nhiều, nó sẽ giảm cái vị ngọt. Tôm bây giờ đã chín rồi này các bạn. Khi mà luộc tôm chín rồi chưa có lột liền thì các bạn cứ để trong nước đây nè, để cho cái phần tôm mà nó không có bị ngăn cái phần da lại. Nếu mình gắp ra sớm quá mà mình chưa có lột đó là tôm nó sẽ khô da, lột nó sẽ hơi khó hơn. Tôm bây giờ đã luộc xong chín rồi các bạn. Tôm nó thì thịt chắc và mình luộc cái này thì tôm nó không có bị tanh, ngọt thơm ngon ha. Đơn giản dễ làm, chỉ vài phút vào bếp đã có ngay cái món tôm thơm ngon cho gia đình như thế này. Nếu các bạn thích thì hãy thử vào bếp làm cho gia đình mình dùng ha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.